Hello anh em ha. Thì như trước Tết, video trước Tết thì mình đã từng nói là mình rảnh thì mình sẽ quấn hai cái app cho hai cái máy Climate Fest ha. Thì đây mình quấn xong rồi mình thanh lý cho anh em nào cần ha. Thì giá một máy là 320 ngàn dành cho anh em không có điều kiện nha. Thì anh em nào có điều kiện thì nhường cho nhánh em khổ nha anh em. À, thì chỉ có hai máy nha, mình bán xong mình cũng không làm cơ nữa ha. Rồi. Test cho anh em coi ha. Đến cây trước nè, thì lý do mình quấn cái phía ngoài này mình quấn keo cách nhiệt là tại vì mình hết giấy phim cách điện nha anh em. Mình quấn cái phía ngoài này mà cái băng keo này nó còn chắc hơn giấy phim nữa nha anh em, yên tâm nha. Test bóng ngàn quát nha, đây là không tải nha, không tải trước đi. Những máy này mình bán là không có cò nha anh em. Kẹp ống ngàn quát nha. Rồi, xong một cây nha. Thì máy này lóc chơi liên chạch ok nha anh em, ngon nha. Bạc đẹp nha. Còn cái gô huy thì hên xui nha. Mình không bao gô huy nha. Được cũng được thôi nha. Máy cơ thì mình không làm gô huy nha. Rồi. Test không tải nha. Rồi, test bóng ngàn quá nha. Thì cây này auto quạt nha, 30 giây tắt nha, còn cây này không có auto quạt nha. Rồi tại lúc trước mình lắp chơi với nè. Rồi ha. Rồi, nói chung chỗ mình làm hơi bừa bộn thì anh em cũng thông cảm nha. Tại vì mình dục hơi lộn xạ rào hết nè. Rồi. Thì hai con máy này thì đánh lóc chơi lương chạch nha. Goofy không bao ha, đánh nước cạn thì Goofy ăn ok, áp con bốn trong ngoài không anh em ha. Rồi thì Climate Fest thì em nhìn cũng nhìn ha, đó ok nha anh em, rất là gọn gàng nha, gọn nhỏ xíu nha anh em. Đây cũng vậy ha. Rồi thì hai cây này mỗi cây 320 ngàn, anh em nào có nhu cầu không có điều kiện thì anh em mua những cây cơ này anh em đến giải trí chơi ha. Thì giá này hầu như là giá linh kiện anh em, bán kiểu như bán giải trí cho anh chơi cho những anh em nào không có điều kiện, không có khả năng mua đó ha. Thì anh em cứ đánh ok ngon bình thường ha. Climate Fest thì dàn công sức anh em yên tâm, 8 phát kéo cái biến áp này vô tư anh em, 22 25 ha. Rồi thôi không nói nhiều liên thiên ha, anh em nào cần có nhu cầu thì khổ đó, thì anh em liên hệ số điện thoại của mình hoặc là đặt cọc mình 20-30 ngàn ha, rồi mình sẽ ship hàng mình gửi cho anh em ha. Rồi thôi, kết thúc video, cảm ơn anh em đã coi video mình ha.